Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức an ninh an toàn trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong ngày 23 tháng 3, công an của quận Tân Phú thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chung cư trên địa bàn khiến cho hai mẹ con đã tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, 5 giờ cùng ngày, khói lửa bao trùm tầng 10 chung cư Carillon số 5 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Cư dân phát hiện đã hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài và khi phát hiện sự việc, bảo vệ tòa nhà đã hô hoán cũng như tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Ngay sau đó, bảo vệ báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ và khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hỏa hoạn làm cho hai người tử vong. Một số người dân sinh sống tại khu chung cư cho biết nạn nhân là hai mẹ con, bước đầu xác định được người mẹ sinh năm 1979 và người con sinh năm 1995. Tại khu vực sảnh, nhiều người cho biết họ thấy hai mẹ con nhảy từ khu vực lan can, căn hộ tầng 10 đang rực lửa xuống đất và tử vong ngay sau đó. Hỏa hoạn đã làm nhiều tài sản bên trong căn hộ ở tầng 10 bị hư hại nặng. Hai căn hộ liền kề nơi xảy ra hỏa hoạn bị ảnh hưởng, tường ám khói đen. Hiện công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.